Xin chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại Long Khánh. Thì mình xuống hè rồi, mình đi quẩy thôi. Thì xin chào các bạn, mình là Best Việt. Hiện tại mình đang có mặt tại Long Khánh, quên mất. Thì mình đang ở nhà bạn của mình, người thân của người nhà của bạn mình. Thì đây là ở đằng sau, thấy rất là thích, ở quê mà rất là thích. Thì đây nhà có nuôi thỏ này các bạn. Thỏ này thì mình có thể nó không có đẹp được bằng giống như mấy con thỏ ấy, nhưng mà nó cũng được mà, nếu mà các bạn muốn. Không biết là có bán không nữa, mà rất là dễ thương mấy con thỏ con nè, rất là nhiều nha. Rồi có chăn nữa, một lát mình sẽ cho các bạn xem mấy con chăn. Còn bên này là cái nơi nuôi gà của ai á, không phải của nhà bạn mình, nhưng mà gà toàn là gà đá thôi, quy mô cũng khá là lớn nha. Ok, mình sẽ kiếm con chăn. Ở đây nhà bạn mình cũng có nuôi gà đây, như con chăn ở trong này. Ok, phải không ta? Ui, con chăn ở đâu nhờ? Để một từ để mình nhìn coi, chứ không có công mở ra gà nó đi ra. Để mình hỏi thử. Ồ, coi con chăn nó trong cái chuồng gà này hết luôn. Chăn lớn á, con chăn lớn á. Không, con chăn lớn ở mà bên kia cơ. À bên kia à. Bên kia gần ở bên kia. Đây, mình cho các bạn xem chăn baby. Chăn baby. Dạ con biết mà, chứ con có thấy. Đây là chăn baby. Nhà cô sinh sản để bán các bạn. Thôi, cho mình xem hai con boss đây. Đây là hai con chim của mình. Mình dắt nó theo cho nó chơi các bạn, hai con vẹt của mình á. Tại vì lịch trình á là đi Sài Gòn về Lâm Đồng, nhưng mà nó có một số gián đoạn là bị ghé nghe lại Long Khánh, nên em ra là thôi đi chơi luôn. Cô này nó đang dẫn mình đi. Em tên gì em? Hả? Trọng hả? Em tên Trọng. Mít rất là đã bạn, có mít kìa. Mình đang đi thì bé này sẽ... Trọng, cậu bé này sẽ dắt mình đi về quê mà. Quẩy đi các bạn, quẩy thôi. Hè mà các bạn hãy thoải mái tinh thần lên một chút. Các bạn nào xem clip này đang thi đại học thì tuyển sinh thì sẽ đạt được thành tích cao nhé. Ok, không biết lấy dép của ai mang nhưng mà thấy nó dơ đó. Ủa cái này là để nhờ hả em? Mà còn bên này à? Ồ có cái gì đây, chuồng heo à. Mình cho các bạn xem chăn á, đây nè, các bạn có thể thấy nè, rất là to. Cái này nó khoảng bao nhiêu ký em hả? Ủa như em cho nó ăn cái con nhím hay gì vậy? Anh thấy nó ị ra, nó có cả lông con nhím này. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn vô xem con nào đực nào cá vậy em.
Ồ, đây con cá các bạn, chắc dữ lắm, tại mới đẻ mà đúng không? Anh cũng không dám lại gần đâu. Biết là nó không cắn được nhưng mà nó... Trời ơi, sao cái cửa lỏng lẻo quá vậy? Trời nhán. Đây, đi chân đực lên đầu. Ờ, con này, con cá này bao nhiêu ký rồi em ha? Không biết, tại không bao giờ cắn. Mình thấy nó to lắm, ở ngoài nó rất là to. Còn ở trong quay thì là hơi khó cho các bạn xem. Đây là con cái nè. Đây là con đực. Hình như nó mới lột nên cũng rất là đẹp. Tại vì nó hơi chói mình cũng không quay rõ cho các bạn xem, nhưng mà nó rất là đẹp các bạn. Này thì cho thôi, mình không dám cầm ra đâu. To quá sợ lắm. Nhưng đây có cái vỏ trứng rồi đúng không? Dạ, trứng ung. Đây nè, bạn có thấy đây có cái vỏ trứng nè, nó bị hư á. Đây rất là to. Vỏ này anh lên YouTube hả? Ừ đúng rồi. Đây, không có so sánh được tại vì khá là to đấy. Đây là chân đất thì nhà cu này đẻ để bán các bạn. Con cái này chưa dọn chuồng nữa, cái này mà giờ mà có cái cảnh dọn chuồng nữa thì ngon nha các bạn. Thử quay được có hai con thôi đúng không em? Dạ. Ok, giờ chúng ta sẽ quay về thôi. Đây có mấy cây chôm chôm nè, có cây bơ nè, nhưng mà rất tiếc là hết trái rồi. Nói chung về quê thì là rất là thích nhá. Không biết có bạn nào đang ở quê đi chơi không, các bạn xem nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Tại vì mình cũng mới vừa ngủ dậy á, cho nên ra cũng còn khá là mệt sau hôm qua là chạy dầm mưa từ Sài Gòn tới Long Khánh. Ok, rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Mình sẽ làm tiếp một clip khác khi mình đi vô vườn chôm chôm. Ok. Xin chào tất cả các bạn, chúc các bạn có một buổi sáng cuối tuần vui vẻ.